chiều ngày 12 tháng 4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Quốc Thái tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2024-2029. Với chủ đề Thanh niên Quốc Thái xung kích sáng tạo, khát vọng phát triển, đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Chị Lâm Thị Ngọc Dào, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện An Phú, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện đến dự và chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ 2019-2024. Màu áo xanh tình nguyện của thanh niên xã Quốc Thái luôn có mặt và đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Nổi bật trong nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Quốc Thái dẫn động các mới được 3 căn nhà nhân ái, thăm hỏi trao tặng 250 phần quà, hỗ trợ 4.000 quyển tập và 24 góc học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng chương trình Giọt Hồng An Giang thanh niên tham gia hiến 100 đơn vị máu. Ngoài ra với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Thanh niên quốc Thái còn đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, như tham gia tu bổ hơn 4 km lộ giao thông nông thôn, xây dựng hai tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, trồng 2.000 cây xanh tạo cảnh quan môi trường. Phát biểu tại đại hội, chị Lâm Thị Ngọc Dào, bí thư đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện An Phú, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện, mong muốn thanh niên xã Quốc Thái tiếp tục phát huy tinh thần sung kích tình nguyện, hăng hái thi đua, thực hiện tốt các phong trào yêu nước, góp phần xây dựng công tác hội và phong trào thanh niên ngày càng vững mạnh. Phát biểu tại đại hội, ông Lê Thanh Giảng, Phó Bí thư Đảng ủy xã, đề nghị ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, hội cần tăng cường tuyên truyền cho thanh niên nâng cao lý tưởng sống đẹp, sống có ích, phát huy tính tiên phong của tuổi trẻ, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã hiệp thương cử 11 thanh niên ưu tú tham gia quỹ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Quốc Thái nhiệm kỳ mới. Đại hội còn hiệp thương cử trực tiếp anh Võ Trương Định, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời hiệp thương cử đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 8 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự quyết với chủ đề Tuổi trẻ quốc thái xung kích sáng tạo khát vọng phát triển, nhiệm kỳ 2024-2029. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã phấn đấu 80% thanh niên và 100% cán bộ hội được quán triệt học tập nghị quyết của đảng, đoàn và hội. Mỗi hội viên tham gia ít nhất một hoạt động tình nguyện, phấn đấu các năm căn nhà nhân ái, hỗ trợ năm thanh niên thoát nghèo, tham gia hiến 100 đơn vị máu, giới thiệu việc làm cho 200 thanh niên và hỗ trợ 60% thanh niên được chuyển đổi số, phát triển mới 150 hội viên. Dịp này, Quỹ ban nhân dân xã Quốc Thái đã trao tặng giấy khen cho một tập thể và hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019-2024. <laughs>